Anh chị nào mà đang muốn kinh doanh hay là đang muốn mua mặt tiền đường nhựa mà gần kế bên cái trường tiểu học á, thì đây chính là cái lô đất dành cho anh chị nha. Xin chào anh chị, hiện tại thì em Hảo á, đang đứng ở tại là trường tiểu học là Bầu Đồn anh chị ha, nằm ở tại là địa chỉ là ấp 3, xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Hôm nay á, là em giới thiệu cho anh chị, cô chú mình một cái lô đất ngang 6m và dài là 23m, nằm ở trên mặt tiền đường nhựa rộng tới là 5m là nha anh chị ha. Và bây giờ em Hảo sẽ quay chi tiết cho anh chị mình xem lô đất này ạ. Dạ, bây giờ em Hảo sẽ quay chi tiết về cái lô đất này cho anh chị mình xem nha. Thì đây anh chị mình thấy à, đất chúng ta là nằm mặt tiền đường nhựa và khu dân cư xung quanh đây á, là em nói là cực kỳ đông luôn anh chị ha. Đó. Và đây chính là cái trường tiểu học Bầu Đồn, thuộc địa chỉ là ấp 3 xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh nha anh chị ha. Xung quanh đây thì anh chị mình thấy nè, nhà cửa đông đúc, rồi đường điện là có sẵn nè. Rồi ngay bây giờ thì chỉ cần bước qua tầm khoảng là 20 mét thôi thì chúng ta sẽ tới cái lô đất mình nha. Thì đất của mình á, là cặp với lại cái trường học luôn. Thì rất là thích hợp cho anh chị mình mà mua để kinh doanh, mua để mình mở một cái tiệm, hay là mở một cái bưu phẩm, hay là mở một cái tạp hóa nhỏ để bán nè, hoặc là bán cho những anh chị xung quanh đây, rồi bán cho những bé học sinh ở trong cái trường học tiểu học Bầu Đồn nha anh chị ha. Đó, thì đất là nằm ở tại ngay vị trí này nha anh chị ha, ngang là 6m và dài xuống bên dưới, ở phía dưới anh chị mình thấy cái cây cây cột điện đó, là dài xuống dưới á là 23m nha anh chị ha. Đó, đất thì cách đường nó là khoảng 3m là nha anh chị, đất cách cái đường nó khoảng 3m là anh chị mình lợi thế được trước đất của mình á, là được có cái phần mà mặt tiền rộng để anh chị mình kinh doanh nè. Đó, kế bên đây thì anh chị mình thấy nè, bên đây thì người ta xây cái căn nhà cũng với cái diện tích đó, ngang 5 và dài xuống dưới là 23 mét nha anh chị ha. Đó, xung quanh đây anh chị mình thấy nè, đó, nhà cửa đông đúc như thế này nè, đó, đường điện thì có sẵn. Đất của mình á, thì có cái khổ cư là 50 mét vuông nha anh chị ha. Đất của mình có khổ cư là 50 mét vuông và hướng này á, là hướng Tây Nam nha anh chị ha. Hướng này là hướng Tây Nam. Hiện tại á, là đã có sổ hồng riêng luôn, sang tên công chứng trong ngày cho anh chị mình luôn ha. Từ ở vị trí này anh chị mình đi di chuyển đi ra ngoài đường Xóm Bố Bầu Đồn thì tầm khoảng 300 mét thôi thì mình sẽ tới ngay cái vị trí đường Xóm Bố Bầu Đồn nha anh chị ha. Đó, thì chúng ta ở đây chúng ta mình di chuyển nè, đó, di chuyển ra đường này để đi ra đường Xóm Bố Bầu Đồn là 300 mét thôi. Đường đó là sắp tới tương lai sẽ là đường cổng chính để đi vào khu công nghiệp Hiệp Thạnh nha anh chị ha. Thì trong vòng năm 2023 2024 này thì chúng ta sẽ có cái khu công nghiệp Hiệp Thạnh nha anh chị ha. Đó, thì sắp tới là sẽ có thêm một cái khu công nghiệp nữa là khu công nghiệp Thạnh Đức. Đó, nhưng mà đó chỉ là cái khu công nghiệp tương lai thôi. Còn hiện tại là đất của mình á, là cách với lại khu công nghiệp Phước Đông là 3 cây số nè anh chị. Đó, đất gần khu công nghiệp thì rất là tiện lợi cho anh chị mình là làm ăn kinh doanh nè ha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đường này á, anh chị sắp tới sẽ là đường mở rộng. Hiện tại á, là đường có độ rộng từ 4 đến 5 mét, nhưng sắp tới sẽ mở rộng ra thêm 4 mét nữa là sẽ tới cái miếng nhà đó anh chị ha. Đó, tới miếng hàng rào á là mở rộng như vậy thì tầm là 8 mét nha anh chị ha. Đó, hiện tại là đường này á, là đường thông xe máy nha anh chị ha, đường thông xe máy luôn. Đó, xe ô tô thì chưa có thông được, nhưng mà sắp tới là sẽ làm đường thông để đi ra ngoài đường DT782 luôn. Từ ở khúc này anh chị mình đi di chuyển đi ra ngoài đường DT782 là chỉ có 1 cây số thôi. Và xung quanh đây là có trường học nè, là kế bên trường học luôn anh chị ha. Và kế bên trường học, rồi kế bên cái khu công nghiệp Hiệp Thạnh nè anh chị. Từ đây mình di chuyển ra khu công nghiệp Thạnh thì chỉ tầm khoảng là 3 cây số thôi nha anh chị ha. Xung quanh đây á, thì anh chị mình đã thấy rồi. Còn xíu nữa em Hảo sẽ di chuyển đi ra cái chợ nè, đi ra cái trường học cấp 2 nè, đi ra cái trường học cấp 3 cho anh chị mình xem được tổng quan cái lô đất mình nha anh chị ha. Đó. Thì đất cách trường học, đất cách trạm y tế nè, đất cách trường học cấp 2, cấp 3, rồi chợ Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh thì chỉ tầm có khoảng là
trong vòng bán kính là 2 cây số thôi. Là chúng ta có đầy đủ luôn anh chị ha. Được rồi, thì đất thì chỉ không có gì nhiều để nói anh chị ơi. Ngang 6m và dài là 23m, mặt tiền đường nhựa. Có 50m vuông hữu cư. Đó, sổ hồng riêng sang tên công chứng trong ngày cho anh chị mình luôn ha. Rồi, ngay bây giờ thì em Hảo sẽ di chuyển đi ra ngoài đường DT782 cho anh chị mình xem nha. Dạ, bây giờ em Hảo sẽ từ vị trí lô đất mình di chuyển đi ra tới đường DT782 cho anh chị mình xem nha. Và đây chính là trường tiểu học Bầu Đồn, ấp 3 nha anh chị ha. Đó, chúng ta di chuyển trên con đường, đường này là đường nhựa. Mình di chuyển ra ngoài đường xóm bố tầm khoảng là 300m. Rồi mình sẽ rẽ phải nha mọi người ha. Đó, thì như anh mọi người đang thấy thì hai bên đường là dân cư đông đúc và rất là nhiều người dân đi qua lại nha anh chị ha. Đó, đất của mình thì đã có đường điện sẵn. Còn anh chị mà muốn có đường nước thì chúng ta sẽ đào giếng mà xài nha anh chị ha. Đó, thì ở đây thì người ta xài nước giếng hết và không có bị phèn. Đó, thì mình chạy tới đây một xíu thôi thì mình đã đi ra tới ngoài gần tới đường xóm bố rồi nha anh chị ha, xóm bố Bầu Đồn. Đó, thì ở đây anh chị mình thấy nè, đường xóm bố này thì gọi là đường, có thể là gọi sau này là đường cổng chính để đi vào khu công nghiệp Hiệp Thạnh nha anh chị ha. Thì chúng ta rẽ trái thì chúng ta sẽ đi vào khu công nghiệp Hiệp Thạnh, và từ đây mình di chuyển vào tầm khoảng là 2,5 cây số. Còn mình rẽ phải thì mình sẽ đi ra ngoài đường DT782. Đó, thì ở đây người ta buôn bán tạp hóa, quán ăn, rồi spa, hớt tóc, nói chung là ở đầy đủ nha anh chị ha. Và mình đi ra tới đầu đường của Bầu Đồn số 4 này thì sẽ là cái chợ, gọi là chợ cũ của xã Bầu Đồn hồi xưa. Con đường này sắp tới sẽ là cái con đường gọi là cổng chính, rồi công nhân họ sẽ đi lại di chuyển trên con đường này rất là nhiều nha anh chị ha. Bởi vì là đường này là đi vào để khu công nghiệp Thạnh trong năm 2025 này, trong 2024-25 này thì sẽ làm cái khu công nghiệp Thạnh nha anh chị ha. Đó, sẽ khởi công. Đó, thì mình di chuyển đi ra đây một xíu thôi thì chúng ta đã gần tới cái đường DT782 rồi anh chị. Ở đây anh chị mình có thể thấy là có buôn bán rất là nhiều như tạp hóa và buôn bán rau củ quả và rất là nhiều những cái tiện ích ở đây. Thì đây chính là cái khu vực gọi là chợ cũ của xã Bầu Đồn hồi xưa anh chị ha. Đó, ở mình di chuyển ra một xíu thì chúng ta sẽ thấy là một cái nhà thuốc Long Châu. Đó, và mình đã đi ra tới cái đường DT782 rồi anh chị ha. Mình rẽ trái thì mình sẽ đi về thành phố Tây Ninh, cách tầm khoảng là 30 cây số nha anh chị ha. Và đường này là đường DT784. Anh chị mình có thể đi về núi Bà Đen nữa, cách núi Bà Đen là tầm khoảng là 35 cây số nè anh chị. Đó, mình di chuyển hướng ngược này thì chúng ta sẽ đi về lại thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị ha. Bên tay trái của em Hảo đây chính là trường tiểu học Bầu Đồn luôn, nhưng mà thuộc là ấp 1 nha anh chị ha. Đó, thì mình chạy ra đây một xíu thì chúng ta sẽ tới một cái vị trí, đó chính là ngã ba Bầu Đồn. Thì ở bên tay trái này anh chị mình sẽ thấy một cái ngôi trường. Đây chính là cái ngôi trường học cấp 2 nha anh chị ha, trường trung học cơ sở. Đó, và ở đây thì em nói với anh chị rồi, nó rất là nhiều những cái tiện ích luôn. Đó, đây chính là cái trạm y tế nha anh chị ha, trạm y tế Bầu Đồn. Thì mình mới chạy có một xíu thôi thì chúng ta đã tới rất rất nhiều những tiện ích rồi anh chị. Đó, anh chị cần cái gì cũng có cả. Đó, mình giờ bây giờ thì mình sẽ di chuyển lên đây một xíu tầm khoảng là 200m thì chúng ta sẽ tới cái một cái ngôi chợ và cái ủy ban xã này anh chị. Thì anh chị biết rồi, thì tại một cái ngôi chợ với lại tại một cái ủy ban xã thì sẽ có tập trung nhiều dân cư và tập trung nhiều những cái tiện ích như là anh chị thấy nè. Đây chính là cái điện máy xanh và thế giới di động. Và ủy ban xã Bầu Đồn và đối diện với lại thế giới di động á, thì chúng ta sẽ thấy là cái bách hóa xanh nè anh chị ha. Đó. Và có một cái nữa là quỹ tín dụng nè anh chị, có quỹ tín dụng của xã Bầu Đồn. Đây, khu vực này thì rất là nhiều khách Sài Gòn đi về đi núi Bà Đen nha anh chị ha. Đó, còn đây chính là cái ủy ban xã Bầu Đồn nha anh chị. Đối diện thì chính là cái chợ Bầu Đồn. Đó, thì mình chạy có khoảng là trong vòng bán kính khoảng 2 cây số thôi thì chúng ta đã thấy có rất là nhiều những cái tiện ích, rất là nhiều những cái nhu cầu cho mình luôn, như là nha khoa nè, spa nè, rồi
và quán ăn, tạp hóa, nói chung là rất là nhiều nha anh chị ha. Còn đây chính là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, còn được gọi là trường cấp 3 ở tại xã Bồ Đồn nha anh chị ha. Đó. Dạ rồi anh chị ơi, thì sau khi anh chị mình xem được tổng quan cái lô đất này á, thì anh chị mình thấy như thế nào ạ? Nếu như anh chị cô chú mình quan tâm về cái lô đất này, muốn mua để kinh doanh nè, muốn mua để mở tiệm tạp hóa hay là tiệm bưu phẩm gì đó anh chị ha, hay là mình kinh doanh spa gì đó anh chị, thì hãy liên hệ ngay cho em Hảo với số điện thoại là 0849 388 455. Còn giá bán á anh chị, thì lúc trước á là chủ mua với giá là 860 triệu lận, nhưng mà bây giờ chỉ bán với giá là 780 triệu, còn thương lượng nha anh chị ha. Còn thương lượng. Và tại sao mà chủ mua với giá cao như vậy, thì lý do là lúc trước á là đất ở đây nó sốt nha anh chị ha. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ là chủ đang rất là kẹt tiền, giảm hơn 100 mấy triệu á. Đó, nên là anh chị nào cần thì hãy liên hệ cho em Hảo nghe ha. Xin chào tạm biệt anh chị.